Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của Phan Hoa Namake. Và trong video này thì Hoa sẽ chia sẻ cho bạn về một cái chiến lược bán lẻ để có thể là giúp bạn ra đơn ngay lập tức cũng như là bùng nổ doanh số trong cái thời gian sắp tới. Và cái chiến lược ngày hôm nay Hoa chia sẻ có tên gọi đó chính là chiến lược lợn cưới áo mới. Tại sao lại có cái tên gọi này? Tất cả các bạn đều đã từng nghe cũng như là có thể biết về cái câu chuyện lợn cưới áo mới. Tức là có một cái anh bạn, anh bạn này thì sắm cho mình một cái chiếc áo mới. Tuy nhiên thì anh bạn này đi khắp cả làng, cả xóm để làm sao ai cũng biết đến là cái việc anh ấy có áo mới. Và anh ấy rất là mong là nhận được lời khen hoặc là nhiều người biết đến về cái việc mình có áo mới, đúng chứ nào? Đấy, thì khi mà chúng ta áp dụng cái chiến lược này nhá, khi mà chúng ta áp dụng chiến lược này thì thay vì là cái việc mà chúng ta, các bạn thường là khi mà chúng ta có đơn hàng thì chúng ta chỉ chụp ảnh cùng với đơn hàng và chúng ta đăng lên Facebook là hôm nay tôi đi ship hàng đấy, và cùng với gói hàng, đúng chưa? Đấy, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn, chúng ta có thể là tinh tế hơn, chúng ta áp dụng thêm cái cách này của Hoa này. Ví dụ đây là một cái gói hàng, đây là một cái gói hàng nhé. Đấy, hoặc là các bạn có thể là có cái hộp hàng của các bạn. Thì các bạn thông thường ấy, nếu mà chúng ta chỉ chụp cái thì chúng ta không có gì để nói, đúng không nào? Đấy, nhưng khi mà chúng ta cầm cái sản phẩm, chúng ta cầm cái túi hàng của chúng ta treo ra xe, đúng không nào? Chúng ta treo ra xe hay là thậm chí chúng ta đi từ cầu thang 1 cho đến tận cầu thang 5, 7 thì cũng đã rất là nhiều người để tiếp cận, rất là nhiều người biết đến chúng ta. Và thường người ta rất là hay tò mò, em ơi em cầm sản phẩm gì thế, em ơi em đi đâu thế, đúng không nào? Đấy, dạ thì em đi ship hàng ạ. Thì các bạn thấy là đi ship hàng thì không bao giờ người ta hỏi là em đi ship hàng thì bao giờ người ta hay hỏi là thế em đi ship mặt hàng gì thế, đúng chưa? Thì đây là một cái cơ hội để mình có thể nói là hiện nay thì em đi hiện nay thì em có bán các mặt hàng mỹ phẩm đấy. Ví dụ như chúng ta bán mỹ phẩm, chúng ta có thể là nói về cái mặt hàng của chúng ta ra, những cái thứ mà gần gũi khách hàng biết. Ví dụ như em bán sữa rửa mặt này, em bán tẩy da chết này, em bán tẩy trang các thứ này đấy. Thì chị có ai bạn bè các thứ này chị giới thiệu cho em, thì đầu tiên ấy thì hoàn toàn người ta đã biết đến sản phẩm của mình kinh doanh gì. Cái thứ hai người ta lại biết chắc là chạy hàng lắm hay sao, cứ thấy là con bé này hay đi ship hàng, đúng chưa nào? Đấy, thì một ngày thì chúng ta sẽ tiếp cận được rất là nhiều người. Và đôi khi ví dụ người cô của mình lại ra gặp một người khác, thì người cô của mình mà gặp một cái chị cũng họ cũng là chị của mình chẳng hạn, thì họ cũng sẽ rất là nhiều lần thấy mình đi ship hàng, và thấy nhiều lần đi ship hàng thì nghĩ chắc là cái con bé này nó bán hàng rất là nhanh, đúng không nào? Chắc là mặt hàng của nó cực kỳ tốt hay sao mà thấy nó suốt ngày đi ship hàng đấy. Và họ sẽ ngồi, họ sẽ nói chuyện với nhau. Thì đây là một trong những cái cơ hội để mình PR về cái sản phẩm, PR thương hiệu rất là tốt đấy. Và có một số người bạn thì hỏi mình là ví dụ như là trong trường hợp em đi em chẳng gặp ai thì làm nào đấy. Thì các bạn hoàn toàn có thể nhé, các bạn đi ra ngoài đường, các bạn vào một cái cửa hàng tạp hóa đông khách, thì có phải khi mà các bạn cứ cầm cầm cái sản phẩm các bạn đi, đúng không nào? Các bạn cầm sản phẩm đi thì đương nhiên người ta cũng sẽ không biết cái con bé kia nó cầm cái sản phẩm gì thế, đúng chứ nào? Đấy, thì người ta cũng người ta sẽ xem là thương hiệu gì, và người ta cũng sẽ quan tâm đến cái sản phẩm của các bạn. Bởi vì ví dụ như Hoa ấy, có hôm là Hoa hở mỗi cái lọ kem chống nắng của Hoa thôi Hoa cũng đã bán được hàng rồi đấy. Đấy, thì đây cũng là một trong những cái cách mà hiện nay mà khi mà chúng ta áp dụng là cũng hoàn toàn ra đơn. Bởi vì đầu tiên người ta phải biết chúng ta, biết, thích, tin, yêu và mua. Biết rồi người ta sẽ tìm hiểu về sản phẩm, và sau đó thì cơ hội bán rất là nhiều luôn nhá. Đấy, bởi vì Hoa mà cho test thử cái là đã bán được hàng luôn rồi. Và một số bạn thì đương nhiên khi mà đến những cái vùng đất mới ấy, thì các bạn chưa có nhiều bạn bè, thì các bạn hoàn toàn có thể là áp dụng cái mẫu này. Ví dụ như là hôm nay em đang ship hàng ở khu vực, ví dụ như các bạn mới đến Kiên Giang, hoặc là ví dụ các bạn mới đến những cái khu vực mới, thì ví dụ hôm nay em đang ở Kiên Giang, ai ở gần đây thì có thể là qua uống trà sữa này các, thì biết ngay cái cô bé này đang ở cái khu vực Kiên Giang chẳng hạn. Và cô bé này thì ví dụ em đang ship hàng, em đang đi ship hàng, thì người ta thì cô ship gì đấy, dạ em ship mỹ phẩm này khác, thì ai mà có muốn mua mỹ phẩm các thứ thì lại giới thiệu cho em, đúng không nào? Đấy, thì y rằng những cái người ở khu vực đó họ biết đến việc mình bán mỹ phẩm và họ lại giới thiệu cho mình, đúng chưa nào? Đấy, thì vừa rồi Hoa có chia sẻ cho các bạn về cái chiến lược lợn cưới áo mới. Thì các bạn mà có bất kể một cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc nào, các bạn hoàn toàn là có thể gọi trực tiếp cho Hoa qua số điện thoại 0971035507 để được giải đáp mọi vấn đề băn khoăn thắc mắc nhé. Xin chúc tất cả các bạn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc. Xin chào.